Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Chi Phú sẽ đứng chung sân khấu với Vương Nhất Bắc, Bịch Lệ Nguyệt Bảo. Thông tin Chi Phú xuất hiện trong đêm nhạc lớn nhất Trung Quốc khiến nhiều người sống sao. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ lần tiết lộ về danh sách những nghệ sĩ biểu diễn tại quán nhạc giao thừa 2023 đến 2024 của Đài Cổ Nam. Đáng chú ý, trong danh sách đó có sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt duy nhất là Chi Phú. Bên cạnh Chi Phú là những tên tiết đình đám thế giới như Westlife, Giang Lê Phút và là sau hàng đầu dầu nhất Hoa ngữ, Bịch Lệ Nhật Ba, Vương Nhất Bác, Tùng Tuấn, La Vân Hy, Phương Hạc Dệ, Amber, Tộc Hiến. Nhìn vào danh sách này, nhiều người không khỏi ngưỡng ngảo về độ chịu chi của Đài Quảng Nam nếu đúng sự thật. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng danh sách này có thể chính xác đến 80% bởi từ trước đến nay, nhưng tin đồn từ nhà Đài Quảng Nam thường rất đi khí dài. Chỉ khi vậy, hy vọng Chi Phú xuất hiện trong đêm diễn với dạng sao hàng đầu Trung Quốc và thế giới là rất có khả năng. Thời gian qua, nữ ca sĩ gốc Hà Thành đã hoạt động vô cùng tích cực tại đất nước tỷ dân, được khán giả tại quốc gia này ủng hộ vô cùng nồng nhiệt. Bên cạnh đó, Chi Phú cũng thường xuyên xuất hiện biểu diễn tại một số sự kiện âm nhạc trong nước và được khán giả rất ủng hộ. Cách đây không lâu, Chi Phú từng có chia sẻ trên Weibo cá nhân, thời gian sắp tới, chị sẽ hoạt động song song ở cả hai thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Nếu có dự án phù hợp, chị sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Chị vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và chương trình thực tế. Cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả dành cho chị trong suốt thời gian tham gia Đạp Gió 2023. Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp trong sự nghiệp của chị. Rất mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ chị trong những dự án sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.